Này, người nào mua đó khoáng chết. Đó, cây này nè. Cây này mà cha bán có 40 đồng à. Cây ổi này 40 đồng nha bà con. Quá rẻ luôn phải không? Ừ. Trái sẵn, có trái sẵn luôn. Cây 40 đồng. Cây 40 đồng. Có mấy người nghiêng qua lấy không? À, bán cây 40 đồng ăn trái na là đủ vốn. Ổi đậu chiếc á. Ủa? Gà gì hái đợt biết sao ông đợt mẫn cầu cuối cùng. Bây giờ đó hả, đi kiếm coi còn cái series nào. Ngày qua còn tồn tại đi chắc nào không, vậy? Không, biết sao không con. Ủa ai hái rồi? Đâu? Ồ, ngày hôm qua mà gì bắt ba với thằng Bi đi hái ngày hôm qua. Tại được mấy trái ngày hôm qua rồi. Mấy trái về chứ mơ chín thôi. Ừ. Nó mau lắm. Mai đó. Để ngày mai ra có mấy trái ăn nữa đó. Ừ, sáng mai cô ra ăn. Cái bữa mà đi trước khi đi Washington đó. Cái này ra đây nè, mà nó chín đỏ nguyên vàng luôn, ngồi hái. Ô, không phải anh ơi, có người ăn rồi nè, hay là con gì ăn rồi đây nè. Ôi, rụng đây, rụng trong thùng thanh long kìa. Rồi, rụng đó sao đâu, mình ăn được mà, nhà con đi rửa thì sao. Đi hái na. Kìa, hái na kìa. Hái na đi, hái na đi. Hái na hoàng hậu, ngày hôm qua ăn hai rụng hai trái. Hai trái ăn dớt rồi. Còn bữa nay có rụng trái nào không? Không có nữa. Tìm na rụng. Ủa anh ba? Hoàng hậu nè. Anh ba? Ừ? Sao có người xem mà nhìn không thấy gì? Còn không có cái không? Không biết mình chơi sao. Mấy cái kéo lên kéo xuống vậy sao, nó có con cái, nó có nút đó. Hết rồi. Cái này còn không? Có, ngày qua rụng rồi. Qua rụng con ăn nè. Dưới quay lên nè. Cái này là trái mẫn cầu. Mẫn cầu là mẫn cầu dấu cửa. Dấu cửa nó dấu. Nằm dưới này không à, thấy chưa? Dạch lên gì mới thấy. Thì cái lá nó bự quá. Mình tư qua coi, tư qua ăn thử nó ngọt không? Chín cây nó không ngọt thì nó còn trời mưa á. Mưa nó thế à? Rồi, Dương Tư nhầm nè, qua đây Dương Tư. Muốn trái dấu hả? Cái này mới là trái dấu. Oh man. Thế là cũng biết luôn, mẹ hái ăn nhiều lắm rồi đó. Nè, cô Tư. Cô Tư qua hái này nè. Cái thùng đâu? Thùng đâu? Đây cái tiền. Thôi không kêu nó xin nó ra phụ. Cái này cái nhất nè. Ồ, nghe cái này. Nghe cái này ăn cái banh banh này. Cái rổ rồi. Về quá. Sướng. Cái này hả? Hả? Nó nhỏ chín chưa? Chín, chưa chín nhưng mà nó già rồi. Lâu.
Nga hôm nọ nó bẻ về thôi à. Mà bây giờ nó dám tao tưởng nó giục rồi. Nói sao rồi con? Tới đâu rồi? Nó nói ăn rồi. Ừ, chút xíu mình chơi hết đây luôn. Mấy cái nằm nó hôi ốm ốm là chơi hết luôn. Đâu có chiều lại gì nữa. Nhờ cái này đậu muộn chứ không thôi. Tại anh ba biết làm sao không? Tại cái wifi á. Hả? Wifi của cái đoàn điện thoại không, hả? Tại cái wifi của thằng à. Nó hít cái wifi đi xa quá cái nó bị. À, có tư không? Tư cắt không? Đâu? Tư cắt ra cầm kéo nè. Nguyễn cũng may á. Ừ. Là nó cũng vừa tới cái đang chưa chín mà nó cũng vừa tới. Đầu dịch. Về tới nhà chẳng làm mềm xèo cho. Đi hái vườn. Dạ dạ. Nè có tư tự cắt nè. Okay. Cầm kéo đi. Anh cầm cho em anh. Đâu? Đây nè. Đây ra kéo nổ cầm nè. Đâu ra hái cái nào đâu? Nhóc luôn. Nha. Nè. Thấy chỗ này không? Cầm ở đây cái cắt cái cuốn. Ủa, cha đâu cần hái hết rồi cha mình lựa chứ còn ngon. Cầm cái cắt cái cuốn cho. Ừ. Cái nào sẵn ra. Cái này phải không? Ừ. Đó, nhìn nó sướng á. Thấy trái mày bự không? Lẳng tới không? Cao. Cao quá hả? Kìa. Ôi không tới không? Để không, không tới, không tới cho ông nội ơi. Rồi mấy trái nhỏ dưới nè, thì coi tự cắt nè. Để coi trái này, ôi trái này ngon nè, trái này ngon, cho con cắt cái này. Ok. Đây, cái này được phải không? Cái này cắt được phải không? Đi hết luôn á. Ở nhưng mình hình như cái da nó bị đang đây. Ê cô Tư. Cô Tư. Hả? Nè đây ha. Đây đây em hái cái này lên bên. Nó bị đâu? Ô mà cao quá không tới. Cái này đi. Cái này phải không? Ừ. Cắt cái cuốn á. Ừ. Gió dòng á, cái nó đụng. Cái này là na hạn nhất á. Ở ngoài trời trời hôm qua nó bán như 20 đồng hao. Em tí rồi. Ờ kìa. Ờ kìa. Rồi. Nè nè. Đây nè. Đâu? Trái đó được chưa? Trái này nở chưa? Giúp. Đi á. Ờ nở hả? Đưa ra tay bỏ đó vô. Sát lên vậy luôn sát hả? Luôn ừ đó nha chưa ôi trời trắng này nè chơi trắng này nè thì đó nó trắng trắng này làm ngày một ngày là chín rồi phải không ừ, đó, cái này chơi sát cái này luôn sát cũng cành luôn hả ủng chơi ủng cái cành nha sao đó cái mùa kia cha còn tỉa cành bỏ nữa nó kia tao cắt trọc lóc trọc đầu luôn đó. Vậy hả thế nào mà trắng trắng bự là cái lứt lẳng bên kia nó kìa hai ba cây cái lưng nè trời vậy mà nhiều quá ta cái này chưa cái này hả cái này được cái này đưa đi luôn đi luôn hả đi luôn ok không ừ cái này hình như không được đâu cái này được nè cái đó được ờ đi ở đó cái trong đó đây nè đây nè ờ trái trong sát con gánh cái ghế luôn nhỏ đó bẻ luôn được không hay cắt cắt nước vô được đưa cái gì thấy vô muốn chín rồi gì không phải nó ba nó thấy cái nó chơi luôn sát cây luôn trái này luôn hả sát cây luôn sát cây luôn còn cái này hình như ép nào chưa ép đâu đi à đi luôn á đi luôn hả xua ừ. Xua ồ ồ da nó bên này nó vàng ồ này nó vàng cuốn rồi nè dạ vàng nhìn pro mà anh nhìn sơ qua là liếc qua cái là thấy nó rồi ồ hay vậy trời này lần đầu tiên con đi cắt mảng cầu luôn á cha mấy năm trời rồi mảng cầu rồi hái này lần đầu tiên con đi cắt mảng cầu tại vườn luôn á đây nè trái này nè trái này bự nè trái này đi nè đâu này lần đầu tiên con đi ha chơi sát cây chơi sát luôn hả ừ sát luôn trời đó. Ơi đã quá vậy ba cành ô bốn trái nha anh nhìn nè trời ơi đã vậy sao quay lên quay sát ra cũng hên chứ không thôi cũng thôi không có cây bên đây biểu qua ăn không có mấy cây bên đây thì chỉ ăn thôi rồi ở này cắt sát luôn hả cha nhờ mấy cây này nữa cái này là ngoài trời trời nó 20 đồng thao á 20 đồng thao là trái này chắc cũng một thao á trái này là 20 đồng á mà bữa giờ người ta nó có bằng trẻ á ồ chị mà người ta ăn dữ lắm chị ơi người ta mua dữ lắm đi được cứ ba nào không ăn.
Trời ơi, để hái một trái na to đùng ở dưới này coi đó. Ôi ôi nè, ham không? Có cây này nữa nè. Coi anh đường sao nè anh. Đây rồi. Ok. Cô tư qua đây nè, cô tư. Đâu? Anh ta qua cửa anh ta chứ. Đây trái nào? Ủa trái này hả? Này đây đây tí. Nè, chưa cho đó nè. Oh my goodness. Cắt sát canh luôn hả? Ồ. Chưa? Ngầu không? Cho cắt chọc lóc hết trơn à. Cắt không còn cái lá nào cắt hết trơn luôn. Này xin một phút quảng cáo nha, vườn của lão Phong Tà bố già ở Chapel, Florida. Ai mua na giống thì đến liên lạc bố già tại Wesley Chapel, số điện thoại là 646-207-8824. Hai mươi tư. Hái luôn hả? Đó luôn. Cái này hả? Ừ, sáng luôn. Ồ. Trời ơi. Cây đó còn xanh quá cha, hơi đừng hái. Cái bự này chơi đợi. Chơi luôn hả? Cái bự đi. Cao cho này. Cao thôi cho hái đi. Nè cho cái tư hái trái này nè. Sao trái nào? Kìa. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó. Đó. Cha cầm cho con, cha cầm cho con. Ừ. Núp núp. Núp núp đây nè, núp núp đây nè. Hái luôn hai trái con luôn hả? Này cho, cái lớn rồi, cái lớn rồi, cái nhỏ. Ồ. Trời ơi nè anh. Đó là hàng nhất. Hàng nhất nè. Hàng nhất đó. Trái này là chắc cũng cả phao á. Là không tới đâu. Không tới hả? Chắc ba trái hai phao. Ba trái này. Ba trái là hai phao hả? Còn nhiều quá. Ba trái này được nè. Còn nhiều quá. Được không? Thôi để ấy nhiều quá. Rinh mới nổi hơn nên đất tình nó rinh. Bác đất tình rinh. Nó đâu có ăn đâu, bác nó rinh không vậy? Cái này sao? Vàng vàng mới được. Chưa cái này hả? Cái này cũng được rồi đó. Được hả? Được rồi, nó trắng rồi. Nó nổi. Cho nó vàng mới được. Nó nổi cái gân trắng là được rồi. Thôi trái này nè, trái này. Cho nó trắng chút xíu. Cái này thôi. Cái này. Ok. Tiên cho mày mà. Trời, lần đầu tiên con đi cắt trái nà ra trong vườn á. Tham quá. Nè để cho. Ổi chưa hả mẹ? Đi ổi cốc nữa. Cốc nữa. Nè được nhiều cốc nè. Có hai phao à. Không có nổ đũa. Nhưng chị mày luôn. Nhiều lắm mà có vậy chứ cắt rồi. Được chưa? Mình tư. Nó bay về nhà, nó bay tự động bay. Anh cốc này. Hả? Cốc với không rồi. Đây nè, đang chùm nữa nè. Đó chùm nữa, đang chùm nữa nè. Ăn trên trái. Không có miếng hột luôn cha. Ừ, đây nè. Cha chồng cha đâu ăn đâu phải không? Không ăn. Đây chùm này luôn. Chứ cái nhà có Nga chị ba mà với thằng Thí nó ăn với mì là lâu nó ăn khi không nữa. Đây nữa nè. Cắt Nga cái nó lên cái khác. Là nó tự đáp nè. Đó, tự đáp đắng luôn á. Phải có vậy chứ người ta mất sao không? Ừ. Rồi dưới này nè. Cái vai phải biết từng giờ. Chứ cái GPS tự động giờ nè. Ơ rụng. Trời ơi, rụng lụp đập xuống đất nè. Trời ơi, ai mà có ai mà đi ăn cốc Thái Lan mà cắn từ trong chùm. Không có một miếng hột. Giòn rụm mà không, hơi chua chua thôi. Còn trâu nó ăn cho đã nữa. À. Nè, muốn chùm này cho luôn. Cho luôn hả? Rồi nhắm giác nổi nữa không? Trời chết cũng nhiều lắm. Rồi chưa mấy cái khác nó chứ còn mấy cái kia bỏ vô nó không được không vừa á. Ừ thấy. Mỗi cái thứ nó nhiều quá. Ừ. Cái này nhiều quá đâu, không có cái kia. Mẹ kêu hái mấy cái thế hả?
À, hai khế kìa, hai khế. Khế. Anh quay khế anh ơi. Ở đây kêu rất là nó thương đi để ra ngoài. Hả? Thằng tối ngày mà thằng này có nhậm. Thì cô Tư. Ờ. Cô Tư, cô Tư, cô Tư, tới qua đây nè Tư. Ờ, lửa cái nào nó bóng. Nè. Thấy cái chùm này không? Đâu. Đó, thấy chùm này không? Chùm này không? Thấy chùm này không? Có chừng cái bông nha. Chùm chùm phải không? Ừ, có chừng nó đựng cái bông non cái nó rất. Ừ, chùm này phải không? Ừ. Nó. Lẳng. Trái chế luôn. Trái chế luôn. Chế đó. Trái chế ở chỗ đó đó. Đó, chín nè. Mà khế này ăn rất ngọt nha cha. Ừ, dài dài đó, lâu lâu xíu gì đó. Ừ. Chơi luôn. Ừ. Cái đó là ăn liền luôn. Ừ, cái này chín quá trời luôn. Rồi đây đây đây. Sát trong cây nè. Ừ. Cái nào thấy ăn được thì chơi à. Được rồi, qua phía bên này đi. Ở bển có người ăn cho bên này. Ê, để đi. Bên bển nó bán trái 3 đồng. Trời đất ơi. Mà mùa hè này thì 2 đồng. Rồi. 2 đồng một trái. Ủa, mày cho ra tôi rượt tới nhà luôn. Cha chồng mà cha không ăn. Gớt luôn. Rụng mà rụng mà. Rụng mà. Cái nhựa nó rụng xuống. À, này cha bỏ vô trong xương cho. Hái hái chùm này luôn ha. Mà thấy làm được rồi. Cái này là chín cái này nè. Có nhiều khi một chùm vậy đó mà nó chín một cái. Mà trái kia nó chưa chín. Khế này cha làm bò nhúng nhánh ngon lắm trời. Ăn với cái gì bò, cái gì bữa là bà kia bà làm cái đợt này ăn chưa hết nữa, cái đợt khác. Bê thui á anh ba. Ừ. Bê thui bò nhúng giấm đồ ngon. Cái đợt này ăn chưa hết nữa, đợt khác. Ồ vậy nó ra cái đợt con nè phải không? Ra con cái bông mới á. Trời ơi nó. Nè cái bông mới nè. Bông mới chùm chùm nó ra từ trong gốc ra nữa nè. Nói tiếp ăn nữa. Nói tiếp là hai khúc này là khúc trên nó ra nữa đó hả? Ừ, ăn hoài hoài tới ăn khi nào còn lạnh thôi. Ồ. Khi nào lạnh là nó sẽ nó dừng lại hả? Tới khoảng 2 tháng 3 tháng là không có. Bắt đầu ra. Dạ. Đó. Vậy nè. Hai người dân rồi. Nếu mà hai tay hai tay ba người này thì được. Giờ nó nhỏ nhỏ mà cũng nhỏ. Còn chanh dây nữa. Trời ơi, à, em Châu còn nói anh làm 2 thùng đi vậy, em trả tiền ship cho anh thùng. Em bỏ vô trong cái... Cái gì vậy? Có mấy cây thanh long rồi, mấy nay bên đây ra trái rồi, ông nội ra thu hoạch đầu tiên. Hello. Hello. Cái này là năm tới là dữ lắm á. Nè. Năm tới là cái này là trái thanh long vàng. Con trái đây. Ồ, bên đây được 2 trái nè. Mình có được 2 trái, 3 trái lận. Ồ, lên đây đi có trái đây hả? Ừ. Chơi vô. Trái đầu mùa nè. Cắt vô đại khách New York. Thằng trái hàng ôm 3 trái kìa. Trái luôn. Thử 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 thôi, qua hả? Là mình ăn này trước á, khi mình nó chưa tới chưa mùa chín rồi, hả? Chưa chín cái lỡ cắt lặn xuống cái rồi nó đi luôn. Ra ngoài tập cắt ẩu cho nó. Rồi coi trái bự nè. Cái này chỗ bành đây mình không biết mà. Rồi cái này ok. Cái này ok rồi. Đó. Cái ngắn ngủn mà trái cũng ngon ha. Ừ. Với đèn trái này, cái đó ừ, cái đó con gì để ăn. Con gì nó ăn rồi, mày ăn này bỏ đi. Trái này ngon. Ở nhà anh Sáu anh chồng nó lên cao quá, đầu nó chín đó Vũ. Cái nó đụng xuống ông lụm xuống cái rổ nè. Nó ăn rồi nè, con ấy nó ăn rồi nè, con sóc nó ra chơi rồi nè. Nó còn cái bọc không á. Chùm giữa mày nó cũng quất luôn hả? Ừ, thì chơi vậy. Cái trái này giúp bỏ cái bọc lại. Trời ơi, trái này ngon quá. Ở chỗ đó nó vàng khè luôn hả? Hôm nay vui vẻ quá trời.
Còn bên kia nữa, còn bên kia đi anh. Đâu có bao nhiêu ống nữa. Gắn vô nhanh đó, có con cái là đào, khi lỡ ngay cái rễ cây ấy, nó khó chơi. Ủa, hái không được mấy trái thanh long gì đó hả? Ừ. Có 3 trái mà hái đến 2 trái. Ăn thử đi. Ngon lắm mà bữa con ăn rồi. Thanh long rồi. Thôi có dịp đóng thêm thùng nữa đi kìa. Có khăn không? Nè mít tố nữ nè nè ma ha vô liên quần áo không được vậy thôi đóng thùng nó ấy hơn mẹ ơi. Bây giờ cốc mặn cầu khế còn đây trái mít tố nữ nè tí nữa đem ra xử lý nó cho luôn. Thơm ủa thơm dễ sợ ta chín được không mới hôm qua hôm nay mà thơm rồi thơm lắm. Ủa, thơm là thơm. Để cắt thì tôi có muối không tại nghe nói ai trồng mà không có muối. Năm nay tụi con xuống á thì nó gì chứ 2 năm nữa tụi con xuống á đem theo 10 cu ly. Mẹ Châu nó đang ôi coi nè nó nói. Giờ có ba cây có trái rồi, nó trái dữ dằn luôn. Có muối, có muối. Có muối, có muối. Có muối, có muối. Nó cho mang bao tay vô để dính mũ luôn. Nói đóng một thùng đi, đóng thêm thùng. Tham. Chỉ bây cái này người ta trồng ở đây cái này vẫn bỏ nè ăn được rồi nè mà cái này nó chín cũng mềm lắm rồi đó. Mít tố nữ trồng ở đây vừa tới nó ngon không nhưng mà cái màu nó không có được tươi phải không? Nhưng mà nó chín hơi quá rồi. Ngọt ngọt dữ không? Nó ngọt mà nó chín hơi quá à. Ngọt dữ rồi nên nó giờ anh Châu nó không còn đủ dai nữa. Nó yêu ông ngoại quá nè. Nó không còn đủ dai nữa quá. Ta lấy hột và để đây là hột lên đây nha. Có gặp hột á để hột trồng hả? Nhiều quá ta ương ra ta bán nhóc rồi. Giờ sư huynh ăn nè sư bán được lắm ăn ngon anh mấy tô nữ á huynh thơm thơm hả thơm. Ôi bay cái mùi hồi nãy giờ em nghe thơm quá trời luôn bay cái mùi lần đầu lần đầu. Không sao bây giờ tao móc muối cho ăn đi bị gì cái tay có ấy mà cái tay có ăn qua tay rồi toàn bộ trong cái cùi con này nó không dính ô quá ngọt luôn ba ơi. Cây bên đây cũng còn cóc nhiều lắm á. Sao chưa thấy cái hộp nào trơn vậy ta? Có hộp ra, có hộp ra. Nô, mít này người ta trồng chứ không phải ông ngoại trồng. Ngoại mới đang lấy giống nè. Ăn hộp lấy giống nè. 5 năm nữa xuống ăn mít này. Đội cá là lớp. Lớp nè. Con mén ở dưới. Cái quá trời cái mà không có hộp. Ê, trên ba hai cái đang trái từ trên xuống. Ừ. Ăn dân cho nó chạy nước miếng nè. Chỗ này nó bỏ vé, nó bỏ tiền nó mua vé nha, 2 năm nào luôn xuống. Tới mùa này nó mua vé xuống. Tháng này tại nó không đi được chủ nó đi về. Lần này không được đâu, năm sau qua bút trước không nó ok tháng. Ủa này cha để giống bắp á hả? Giống nó lại lấy giống lại nó hư hết trơn rồi. Ừ. Đây nè, em qua cái lầu kia lên ăn. Bi thích ăn mấy cái ổi này nè. Cái da lắng láng. Cái này biết sao này chín rồi. Thằng Bình Bi thích ăn cái ổi mà cái da lắng láng á. Này mình nó sắp chín rồi cũng rồi. Chín là nó không chín đâu mà quấn cho nó đừng cho nó bị đụng với nhau á. Đó, vậy bỏ vô bầu lại cứng rồi. Trời ơi ngọt quá trời luôn. Đại đại tử thanh, là thanh ngọt mà cái hộp nó nhỏ nha, không phải hộp bự đâu. Để này ra ăn cái đi ha. Bởi vì mấy người ta thích người ta lại mua quá trời. Trái chiến luôn. Chiến mà nước cũng chiến. 39 thao được ha, chừng thao không thao. Chừng thao đi. Nó mềm mềm vậy hả? Thanh long nào ăn mà mềm vậy hả? Ít ăn nữa. Hello cutie pie. Có đắt ấy nữa, đắt muối nữa. Còn có trong cái nó đụng quá, nó dập á. Cái nó đen thui vậy đó. Con để nó nằm yên đó là chừng nào nó rờ vô thấy mềm rồi dớt rồi. Dạ, mà bỏ vô lớp và đầu để cái kia lên bỏ vô lớp nữa hay không có cái đó là nó liền á.